Đây là ngựa của Mộc Lâm. Đây là một con ngựa cái. Em này tên là Kim, em này rất là hiền, dễ thương và rất là nghe lời. Giờ sao quay? Quay nhưng mà không giống không giống hơi có gì đâu. Hiện giờ cái phim này đang chiếu cho cái đài Animal, cho nên trong đây chúng tôi có voi, chúng tôi có ngựa, chúng tôi có chó, chúng tôi có chim. Và cái dòng thú nó đài thì biết rồi. Hiện giờ là nắng 12 giờ trưa. Đoàn nè, anh em tôi nè, quay đằng sau lưng nè, đông như thế này, hay ăn cơm. Chúng tôi chỉ đứng đây có một nhiệm vụ duy nhất, đó là canh hai ông nội voi bên kia. Ông đang bị đĩa bám, ông không đi, thì chúng tôi kiên quyết đứng đây và chúng tôi quay tiếp tục. Và bây giờ chúng tôi vẫn chưa quay xong.